tiền á, phải ăn tô bánh canh 700 ngàn. No, 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 người có tiền phải ăn tô bánh canh hai chỉ mớ gà tôm xương, ba cái chày khô thịt to, ba con tôm hùm, rồi lại ba con tôm gà lắc gà. Quay ra thì chả là quý. Là bánh canh này sẽ là bánh canh ngọt. Cái nước dùng vậy anh thấy được. Nó rất là sợp, cái vị của em nó vừa tới nó vừa ngọt ngọt, thanh thanh, cái lượng ngọt của nó từ thế giới hải sản á, cái độ ngọt của nó rất là dễ chịu, rất là đã ăn vào cảm thấy cái miệng mình đó. Ngập tràn cái hơi thở của Vũng Tàu, Nha Trang luôn, mã lắm. Còn em tôm hùm này á, người ta sẽ gọi là tôm hùm ghe. Nguyên một cái tiếng sớm ở đây được, cái quán nó rất là chu đáo, có muối ớt xanh, rồi muối ớt đỏ luôn, chu choa chân nè, ơi chưa bao giờ cái cảm giác ăn một con tôm nó ngập miệng luôn á mọi người. Cái này cua này gần bằng lòng bàn tay của bụng mỡ luôn, chấm một miếng ớt xanh đó. Cái tràn này nó bự, nó chắc. Mọi người em ăn với không, có tiền không? Không có, mình ăn ké rồi. Thưởng luôn đi, được ăn chơi luôn. Dạ. Tôm hùm Alaska. Ngọt thơm mùi biển, cũng thơm mùi tiền nha mọi người. Phần này là do một order thôi, nếu các bạn muốn trải nghiệm thì tới đây order phần 700 cành. Sẽ là một quả lắc ca, một con tôm hùm, một cái kèn cua, tôm thịt da heo huyết. 319B1 Lý Thường Kiệt.